chào quý khán giả đang theo dõi bản tin thị xã Trảng Bàng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin chính. Ban Thường vụ Thị ủy Trảng Bàng công bố quyết định về cán bộ. Khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Trảng Bàng thu hút 2 dự án mới. Ngày 15 tháng 5, Thị ủy Trảng Bàng tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Trảng Bàng Võ Văn Dũng đã tặng hoa chúc mừng và trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường An Hòa đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Trảng Bàng kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 để hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2019-2024. Mới đây, Đảng bộ phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ phường An Hòa hiện có 19 chi bộ trực thuộc với 317 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường An Hòa nghiêm túc quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Qua đó, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế, xã hội đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và chính sách với người có công được thực hiện kịp thời hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên tổ chức đảng hàng năm 100% chi bộ và hơn 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện theo đúng nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Quý 1 năm 2023, các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Trảng Bàng thu hút được 2 dự án mới. Lũy kế đến nay, tổng số dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực trên địa bàn thị xã là 270 dự án, bao gồm 217 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, 53 dự án vốn đầu tư trong nước. Ủy ban Nhân dân thị xã đã có ý kiến về việc điều chỉnh dự án nhà máy cung cấp nước sạch tại Gia Lộc, Trảng Bàng của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh và dự án khu kho cảng Thành Công tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Công. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ Thị ủy Trảng Bàng đặt ra từ nay đến cuối năm, trong đó chú ý ở lĩnh vực đất đai, môi trường. Phối hợp với các ngành chức năng, thường xuyên kiểm tra việc khai thác tài nguyên khoáng sản, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng thời gian và quy định pháp luật, xây dựng phương án sắp xếp, sử dụng hiệu quả đất công trên địa bàn thị xã, kiên quyết xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến môi trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp về xử lý nước thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân thị xã Trảng Bàng đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp theo đề án 24 ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội và Nghị quyết số 04 ngày 5 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, Hội Nông dân các xã phường đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi ra hội viên nông dân, đồng thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành rà soát nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như nghề nghiệp của hội viên nông dân đang sản xuất kinh doanh để lựa chọn thành lập các chi tổ hội đang sinh hoạt theo địa bàn dân cư sang sinh hoạt theo chi tổ hội nghề nghiệp nhằm phát huy thế mạnh ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của địa phương, đảm bảo theo tiêu chí. Kết quả trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân các xã phường đã thành lập được 81 chi hội nghề nghiệp, 837 tổ hội nghề nghiệp đạt 100% với hơn 14.500 thành viên, tổ chức thành công đại hội 81 chi hội nông dân các xã phường nhiệm kỳ 2022-2027. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thị xã Trảng Bàng hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.